A về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện ăn tải nghe à, về danh Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học tự nhiên và xã hội lớp 3 Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu chủ đề 2 Trường học bài số 8 Ôn tập chủ đề trường học mình sẽ cùng với cô đi vào hoạt động đầu tiên, đó là hoạt động thực hành nhé. và sẽ quan sát cho cô này. Một nhỏ cùng tham gia trưng bày tranh ảnh về chủ đề trường học. Hai, giới thiệu nội dung các tranh ảnh nhóm em lựa chọn và nói ý nghĩa của những hoạt động đó. Ở đây các con có thể thấy này, khi mà quan sát vào những bức tranh đang được treo trên bảng của nhóm 1, thì chúng ta thấy là Hoạt động này về chủ đề gì đấy ạ? À đây chính là hoạt động trao gửi yêu thương đúng không nào? Tranh ảnh về các hoạt động kết nối với cộng đồng. Ở nhóm 2 thì sao nhỉ? À nhóm 2 thì có các tranh ảnh về hoạt động giữ an toàn và vệ sinh ở trường. Còn nhóm 3? À nhóm 3 thì các bạn sẽ giới thiệu về truyền thống của nhà trường, đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô giới thiệu nội dung các tranh ảnh của các nhóm nhé. Nhóm 1 như cô đã nói, tranh ảnh về các hoạt động kết nối với cộng đồng, hoạt động trao gửi yêu thương, hoạt động ngày hội tái chế hay là hoạt động an toàn giao thông, vân vân. Ở trường thì ngoài việc học tập, chúng mình còn tham gia nhiều hoạt động kết nối với cộng đồng. Thông qua những hoạt động đó thì chúng mình đã được trải nghiệm với thực tế cuộc sống này chia sẻ những điều tích cực và lan tỏa yêu thương, đúng chưa ạ? Nhóm 2 thì sao nhỉ? À, nhóm 2 là tranh ảnh về các hoạt động giữ an toàn và vệ sinh ở trường. Cô lấy ví dụ như là khảo sát vệ sinh trường lớp này. Giữ an toàn vệ sinh trường học thì nhằm phòng tránh rủi ro, bảo vệ sức khỏe và giúp chúng mình học tập tốt hơn. Chúng ta cần thường xuyên tham gia những việc làm góp phần giữ an toàn và vệ sinh ở trường đó cũng là cách mà các con thể hiện tình yêu đối với ngôi nhà thứ hai của mình. Nhóm cuối cùng là nhóm 3. Nhóm 3 thì các bạn giới thiệu truyền thống của trường, đúng không nào? Mỗi nhà trường thì đều có những truyền thống tốt đẹp ở những lĩnh vực khác nhau. Đó là thành tích của giáo viên, của học sinh đã đạt được và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng mình tự hào và cùng cố gắng để giữ gìn phát huy những truyền thống đó nhé. Được không nào? Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang phần tiếp theo, đó là hoạt động vận dụng. Trong phần hoạt động vận dụng thì các con sẽ quan sát cho cô câu hỏi số 1. Con ứng xử như thế nào trong những tình huống ở trong các hình dưới đây và vì sao? À ở trong hình ảnh đầu tiên thì con thấy là một bạn nam đang đá bóng trên hành lang và làm vỡ ô cửa kính đúng không nào trong trong tình huống này thì con sẽ làm gì đấy ạ à, chắc chắn là chúng mình sẽ phải nhắc nhở bạn nam không nên đá bóng trong hành lang bởi vì đá vào cửa sổ sẽ được coi là phá hoại của công thậm chí còn ảnh hưởng đến các bạn đang đi trên hành lang nếu như bóng bay ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến các bạn học sinh đi ở bên dưới mình nhớ cho cô nhé tuyệt đối không được đá bóng trên hành lang được không nào? Rồi bức tranh số 2 nào. Ở trong bức tranh này con thấy là bạn đang xả rác bừa bãi này. Bạn đang à xả nước mà không tắt đi sau khi sử dụng, đúng không nào? Khi đó chúng mình sẽ phải nhắc nhở bạn nên bỏ rác vào đúng nơi quy định và tắt vòi nước sau khi sử dụng xong. Bởi vì nếu như vứt rác ra ngoài và xả nước liên tục thì sẽ rất là mất vệ sinh và hoang phí của công của nhà trường được không nào? Khi mà đi vệ sinh các con gặp những tình huống như thế này thì chúng mình nhớ nhắc nhở bạn bè nhé. Rồi câu hỏi số 2. Hãy viết cho cô một đoạn văn ngắn. Giới thiệu truyền thống trường em theo gợi ý sau. Thời gian thành lập trường. Các danh hiệu nhà trường đạt được. Một số tấm gương tiêu biểu. Và cảm xúc của bạn thân em với nhà trường. Nào. Về phần này chúng mình hãy thực hiện cùng với các bạn trong lớp tìm hiểu và viết một đoạn văn ngắn giới thiệu truyền thống của trường mình theo những gợi ý mà đề bài cho. Ở đây cô sẽ gợi ý cho con một bài văn mẫu nhỏ được không ạ? Cô lấy ví dụ. Trường Tiểu học A được khởi công xây dựng từ năm 1980 do thầy giáo chấm 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 làm hiệu trưởng. Trường con thầy nào hay cô nào làm hiệu trưởng thì các con sẽ điền tên vào đó được không ạ? từ khi thành lập đến nay thì trường đã phấn đấu thi đua dạy tốt học tốt và xây dựng nhà trường ngày một phát triển đi lên cả về quy mô trường lớp và chất lượng giáo dục năm nào trường cũng đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc các giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt giải cao đặc biệt chất lượng học tập của học sinh ngày càng được cải thiện có hai học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi văn quốc gia một em đạt giải nhất cuộc thi toán qua mạng và nhiều giải thưởng thể dục thể thao khác trường học ngôi nhà thứ hai của mỗi học sinh em tự hào khi được gắn bó với ngôi trường của mình vì vậy em sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành một người có ích xứng đáng với công ơn dạy dỗ của thầy cô đây là một bài, một đoạn văn mà cô lấy ví dụ. Ngoài ra các con có thể viết theo những mô típ khác, được không ạ? Rồi và cuối cùng cô sẽ chốt cho chúng ta như sau. Chúng mình qua chương này thì các con có thể mô tả được một số hoạt động kết nối với xã hội của trường học và ý nghĩa của các hoạt động đó. Giới thiệu được một cách đơn giản về truyền thống trường em và bày tỏ tình cảm của em với trường thực hiện khảo sát về sự an toàn ở trường, làm được một số việc phù hợp để giữ an toàn vệ sinh trường học. Vậy là bài học của chúng mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách